Trồng cây này trước cửa nhà, bảo sao nghèo bền vững, làm mãi không giàu, cả nhà ốm đau triền miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cây xanh là một món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Cây xanh giúp lan tỏa bóng mát, thanh lọc không khí trong nhà ở và giúp cho mái ấm gia đình của bạn luôn tràn ngập những cái vượng khí tốt lành. Chính vì vậy mà nhiều người thường ưa chuộng cái việc trồng cây xanh trước cửa nhà để hòa mình với thiên nhiên và trời đất. Tuy nhiên thì hiếm ai biết rằng mỗi loại cây lại mang một cái ý nghĩa, một cái vận khí khác nhau. Có những loại cây thì giúp thúc đẩy cái yếu tố phong thủy ở trong nhà, nhưng ngược lại cũng có không ít các loại cây mang ý nghĩa xấu, tuyệt đối không nên trồng trước cửa nhà, kẻo tán gia bại sản, rước họa vào thân. Vậy đó là những loại cây nào mà nguy hiểm đến như vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị có thắc mắc tại sao mà nhiều người ưa chuộng trồng cây xanh trước cửa nhà hay không? Thứ nhất, cái khu vực trước cửa nhà là một trong những khu vực trọng yếu mà gia chủ cần chú ý khi mà muốn trồng cây cảnh. Vì nó hoàn toàn có thể giúp gia chủ gặp nhiều cái may mắn khi mà lựa chọn đúng được các loại cây và trồng đúng nơi. Thứ hai là cái khu vực trước nhà là khu vực giao thông của nhiều các loại khí khác nhau. Nếu chọn đúng cái cây mà hợp với bản mệnh của gia chủ thì nó sẽ giúp hấp thu những cái luồng khí tốt, mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Thứ ba là không xét về phong thủy, thì cho dù bất cứ loại cây nào cũng sẽ giúp thanh lọc không khí, thanh lọc cải thiện cái không gian sống. Thứ tư, cây cảnh cũng là cái vật trang trí phù hợp với nhiều ngôi nhà. Không những vậy, nó còn có thể mang lại cái vượng khí vô cùng tốt cho gia chủ. Và một lưu ý cần quan tâm là để mang lại cái hiệu quả tốt nhất thì gia chủ nên tránh các loại cây không nên trồng trước nhà. Tốt nhất là nên chọn cây phong thủy phù hợp với bản mệnh và theo cái sở thích của mình. Thưa quý vị, có rất nhiều các loại cây cảnh có thể được lựa chọn để trồng trong không gian trước của ngôi nhà. Thông thường thì chúng ta có thể lựa chọn bất cứ các loại cây cảnh nào phù hợp với sở thích và với cái nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên trong số đó thì cũng có những cây mà không nên trồng trước nhà bởi chúng có thể ảnh hưởng đến cái tài lộc và mang lại những điều xui xẻo đen đủi cho cả gia đình. Dưới đây là những loại cây có ý nghĩa xấu trong phong thủy mà gia chủ cần phải tuyệt đối tránh, không nên trồng trước cửa nhà mình. 1. Cây mít. Ông cha ta thường nói cây mít có ma, cây đa có thần. Chính vì thế khi trồng cây mít trước cửa nhà sẽ thu hút cái tà khí, là nơi cư ngụ của những hồn ma. Từ đó, nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe cũng như là cho tinh thần của những người ở trong gia đình. Theo các chuyên gia phong thủy thì cây mít thường là cây được quen thuộc, được trồng ở những cái ngôi chùa, cũng giống như là cây bồ đề, cây đại đấy. Và dù ở chùa để hợp phong thủy thì mít cũng được khuyên trồng ở trong vườn, ở phía sau hoặc là ở hai bên của ngôi chùa. Và không nên trồng cây mít ở phía trước cửa chùa. Vì trong phong thủy, loài cây mít thì thường tạo ra cái năng lượng tiêu cực, không nên trồng trước nhà nhằm hạn chế những cái điều không may nó xảy ra. Cây mít thì thuộc cây đại thụ thân gỗ, thông thường nó có kích thước lớn từ 8 đến 15 mét, có nhiều tán lá rậm rạp, nên trồng mít ở trước nhà thì không hề tốt. Cây sẽ cản trở cái dương khí, tức là cái nguồn ánh sáng mặt trời, và ngăn cái sự lưu thông của cái khí tốt vào đại môn, tức là cái cửa chính của nhà mình ấy. Trong khi đó, những chuyên gia phong thủy cũng khẳng định trước ngôi nhà cần phải thoáng, rộng, không bị che khuất bởi cái tầm nhìn, để đem lại cái vận khí tốt, vận khí tươi mát cho gia đình. Thì ngoài ra cây mít cũng là một cây rụng nhiều lá. Quả mít hư khi mà rụng xuống ấy, thì cũng gây mùi hôi thối, dễ chiêu dụ cái ruồi muỗi, ruồi nhặng cũng như là cái tà khí, nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người. Vì những lý do nêu trên ấy, thì chúng ta cũng không nên trồng mít trước cửa nhà. Nếu bạn yêu thích cái hương vị, cái vẻ đẹp và những cái giá trị của cây mít mang lại thì các bạn hãy trồng ở sau vườn để tránh phạm phải những cái điều phong thủy xấu. Thứ hai là cây dâu tằm. Thì cũng giống như cây đa, cây mít thì cây dâu tằm cũng được quan niệm là không nên trồng trước cửa nhà. Cây dâu trong tiếng Hán được đọc như từ tang, ví dụ như là tang đối mộc, đúng không ạ? Là gì? Gỗ cây dâu. Vì vậy người Việt thường hạn chế nhắc đến những từ liên quan đến tang bởi nó có thể là tang ma, tang tóc và những cái sự chết chóc, biểu hiện của những điều không may mắn. Và đối với những người mà bị ma nhập ấy thì người ta sẽ thường là lấy cây roi, cây dâu để đánh, để xua đuổi tà ma. Vì vậy, theo quan niệm của phong thủy, cây dâu thì kiêng trồng trước cửa nhà để tránh những cái vận đen đủi cho cả gia đình bạn. Và nó cũng không phải là loại cây phong thủy tốt. 3. Cây liễu. Trồng cây liễu trước cửa nhà sẽ làm hao tài tốn của. Thưa quý vị, cái phận liễu yếu đỏ tơ được dùng để tả những người con gái mà có cuộc đời long đong lận đận, không thuận lợi. Từ liễu khi đánh vần thì có âm gần nghĩa với từ lưu, tức là gì? Tức là chảy, là đổ đi mất. Vì vậy mà khi trồng cây liễu trong nhà, nhất là trồng trước cửa nhà, sẽ khiến cho gia chủ bị gặp nhiều cái xui xẻo,
hao tốn về tài của và tài sản trong nhà thì cũng đội nón mà ra đi. Hơn nữa, nếu trồng cây liễu trước cửa nhà sẽ chiêu dụ âm khí đến với ngôi nhà của bạn. Cây liễu thuộc phần âm và không kết hạt. Đây là liên tưởng đến phần con cái, tức là gì? Khi mà trồng cây trước cửa nhà thì sẽ không hậu vận. Vì vậy, một trong những loại cây mà không nên trồng trước cửa nhà thì cây liễu cũng là một trong những cây mà bạn cần phải lưu ý. Người ta chỉ trồng cây liễu ở công viên, ở những cái nơi quanh bờ hồ ấy để tạo ra cái bóng mát mà thôi. 4. Cây sương rồng. Thì cây sương rồng trồng trước cửa nhà sẽ hạn chế về cái tài lộc. Xét trong các loại cây phong thủy ấy, thì sương rồng là loại cây có sức sống mãnh liệt. Ở trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế nào thì nó vẫn có thể sống sót được. Tuy nhiên, theo phong thủy cũng như là văn hóa cổ xưa ấy, thì cây sương rồng chỉ nên trồng trong nhà khi mà có đám tang hoặc có đám cháy. Cây sương rồng thì cũng giống như là cây dâu tằm hoặc là cây đa, nó thu hút cái âm khí. Không những thế, cây sương rồng còn ngăn cản cái tài lộc đến với ngôi nhà của bạn. Vì vậy, nếu mà bạn không muốn công việc bất ổn, cuộc sống ngày càng khó khăn ấy, thì không nên trồng cây sương rồng trước cửa nhà. Nhưng các bạn có thể đặt một chậu sương rồng ở ban công hoặc là trong nhà để có tác dụng ngược lại. Thứ năm là cây dương xỉ. Cây dương xỉ thì không tốt cho sức khỏe. Khi chúng ta lựa chọn cây trồng trước cửa nhà thì không chỉ chú ý đến cái tài lộc và may mắn, mà bạn nên chú ý đến cái sức khỏe của mình. Sức khỏe có tốt, có dồi dào thì mới có thể làm được nhiều việc và thực hiện được những cái kế hoạch mà mình đặt ra. Vì vậy, trong số các loại cây không nên trồng trước cửa nhà phải kể đến là cây dương xỉ, tránh ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn và những người thân trong gia đình. Cây dương xỉ có tán lá xanh đẹp nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên thì trong dân gian, cây dương xỉ được xem là cây dẫn dụ ma quỷ về nhà, không mang lại cái điều may mắn cho gia chủ. Nếu xung quanh nhà bạn mà thấy có nhiều cây dương xỉ mọc ấy, tức là gì? Tức là nhà các bạn ẩm thấp, nhiều tiếng âm. Điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn và mọi người trong gia đình. Vậy nên các bạn cần phải tuyệt đối chú ý về cây dương xỉ khi mà chúng mọc ở trong vườn. Thứ 6 chính là cây đa. Chúng ta đều biết cây đa đã rất quen thuộc với cái người Việt Nam. Cây đa phát triển tốt, bóng cây đa to và rộng, tạo ra bóng râm mát, nhất là với thời tiết oi ả. Và chúng ta thường thấy cây đa trồng ở nhiều nơi như sân đình đền, đúng không ạ? Hoặc là ở đầu làng, ở những nơi linh thiêng, chứ không thấy người ta trồng đa trước cửa nhà. Nhiều người quan niệm rằng cây đa là loại cây mà không xung nạp với con người. Với hình dáng cây to, thô và xù xì sẽ khiến cho địa hình đất đai bị lồi lõm, làm mất cái cân bằng của ngôi nhà của bạn. Hơn nữa, cây đa lại là nơi trú ngụ của âm khí, không tốt cho gia đình bạn. Vì vậy, cây đa là một trong những loại cây mà không nên trồng trước cửa nhà. Nếu bạn định trồng cây này thì bỏ ý định đó đi ngay. Hãy lựa chọn một trong những loại cây khác phù hợp hơn để giúp cho chiêu tài lộc và sức khỏe, cũng như là bảo vệ cái gia đình bạn. Quý vị thân mến, các loại cây cảnh được trồng trước nhà ấy, không chỉ đem lại tới không gian sống cho gia đình thêm được xanh mát, trong lành, mà còn mang đến cái ý nghĩa về mặt phong thủy. Lựa chọn cây xanh trồng trước nhà phù hợp sẽ giúp mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc và bảo vệ cho gia chủ khỏi những cái điều không may mắn, tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Nếu như bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết trồng cây gì trước cửa nhà, vừa đem lại cái tài lộc lại vừa tạo ra không gian tươi mát, thì bạn có thể tham khảo những cái cây mà tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Một là cây ổi. Cây ổi thuộc loại cây bóng mát, vừa giúp điều hòa không khí, vừa che nắng nóng hiệu quả, đem đến không gian mát mẻ và trong lành. Thì ngoài ra, hiện nay có rất nhiều cây ổi được tạo dáng bonsai với kích thước khác nhau sẽ làm tăng thêm tính nghệ thuật và làm đẹp cho cái cảnh quan. Ở trong phong thủy, cây ổi tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự cứng rắn. Khi trồng cây ổi trước nhà thì gia chủ có nhiều cơ hội làm ăn và mang đến sự yên ấm, no đủ và hạnh phúc. Như vậy thì có nghĩa là trồng cây ổi trước nhà là điều hoàn toàn nên làm. Theo các chuyên gia phong thủy thì cây ổi nó không kén người trồng. Vì thế mà gia chủ mệnh tuổi nào cũng có thể là trồng loại cây này trước cửa nhà được. Thưa quý vị, nhiều người thường ví sinh khí thì như là một cô tiểu thư đài cát, lịch sự sạch sẽ và ngăn nắp, thích cái hoa quả xanh tươi. Nên một căn nhà sạch sẽ, hoa nở bốn mùa, cây lá xanh biếc sẽ giúp thu hút tài lộc và sinh khí vào nhà. Còn chủ nhân khi nhìn thấy cái cảnh quan này cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, hài lòng và muốn ở nhà nhiều hơn. Đó là cây ổi, cây may mắn đầu tiên. Thứ hai là cây cau. Trồng cau trước nhà là rất tốt, bởi cây cau giúp tăng cái nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến cái ngôi nhà của bạn. Nhờ đó mà mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Ngày xưa các cụ vẫn nói câu đó, trước cau sau chuối hay là gì? Trước cau sau mít. Ngoài ra cây cau với thân cao thẳng đứng cũng là một trong những vật che chắn để bảo vệ cho cái ngôi nhà khỏi những điều xấu xa. Hơn nữa, theo các chuyên gia phong thủy ấy, trước kia bởi ngôi nhà đa phần đều quay về hướng nam và các hướng gì lân cận như là đông nam, tây nam để đón cái gió mát cũng như là đón tránh cái ánh nắng hướng tây hoặc là gió bắc. Cho nên phần trước ngôi nhà hay trồng các loại cây thân cột thẳng đứng,
nổi bật như là cọ, dừa hoặc là thiên tuế, cau, vân vân. Để ngăn không cho nắng sớm và gió mát. Để ngăn không cho nắng sớm và gió bắc nó đi thẳng vào nhà mình, vừa được dáng vươn thẳng cao đẹp. Các căn nhà hiện nay dù đã có nhiều thay đổi về thiết kế, song cái quan niệm này thì vẫn được giữ nguyên cho tới bây giờ. Vì thế, một lần nữa có thể khẳng định cái việc trồng cau trước cửa nhà là hoàn toàn chính xác. Nhưng cũng có một vài cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý về vị trí và số lượng trồng cây cau như sau. Trong nghệ thuật cây trồng ấy, thì số cây, số cành, số thân, số lá, vân vân thì thường là lấy theo số lẻ. Vì quan niệm của người phương Đông cho rằng số lẻ tượng trưng cho sự trường tồn, sự vĩnh cửu. Ngoại trừ số 2 thể hiện cho sự hòa hợp âm dương của đất trời ấy, thì những số chẵn thì không nên sử dụng. Do quan niệm là sinh lão bệnh tử, vân vân. Để biết thêm nên trồng mấy cây cau trước nhà thì các bạn có thể tham khảo ý nghĩa của từng con số ở dưới đây. Số 2 thể hiện cho sự đối lập nhưng mà mang tính hòa hợp và bền lâu. Số 3 thể hiện cho quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Những nét truyền thống phân hóa trong quan hệ trên dưới với gia đình với mong muốn con người tương đối hòa hợp với thiên nhiên theo cái thuyết gì? Thuyết tam tài là gì? Thiên địa nhân hoặc là gì? Thủy hỏa phong. Thuyết tam đa là gì? Phúc lộc thọ. Tức là con cháu đề huề, nhiều tiền của, sống lâu. Số 5 thể hiện quy luật vạn vật của đất trời, niềm tin của tôn giáo, quy tắc cương thường của người con trai. Và nó cũng tượng trưng cho ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ước mong con người có cuộc sống tốt hơn. Số 7 thể hiện cho mong ước của con người đối với cuộc sống và xã hội. Số 9 là cửu phẩm, thể hiện mong muốn gia đình trong dòng tộc ấy, được danh giá, có cuộc sống giàu sang, được cậy nhờ khi mà gặp khó khăn. Thì với từng những cái lý giải cụ thể trên thì các bạn dễ dàng có thể lựa chọn được số cây cau trồng trước cửa nhà cho phù hợp với mong muốn là thâu thu được cái tài lộc và may mắn cho bản thân cũng như là cho mọi người trong gia đình. 3. Cây tre, cây trúc. Các loại trúc hay là tre có dáng thanh mảnh cao làm cây phong thủy trước nhà rất phù hợp. Loại cây này mang cái nét mềm mại, dù gặp mưa gió, dù gặp điều kiện khắc nghiệt thì vẫn cứ đứng vững, đứng hiên ngang. Do đó, trúc là cái biểu tượng của sự sống, của sự trường thọ. Nó còn biểu tượng cho sự đoàn kết, cho sự gắn bó. Bởi trúc sống theo khóm, sinh trưởng tốt dù ở gì nơi đất cằn sỏi đá hay là những nơi mà không có nước, thiếu nước đó. Cây trúc là hình ảnh của trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu. Ở trong phong thủy, nếu trồng trúc trước cửa nhà sẽ đem lại may mắn, tốt lành, xua đi những điều rủi ro và những cái vận xui cho cả gia đình. Với dáng vẻ mộc mạc, thanh cao của cây trúc ấy, thể hiện được cái sức sống bình yên, tao nhã. Trồng cây này trước cửa nhà mang tới sự may mắn và bình an cho cả gia đình. Ở trong tâm thức của nhiều người, trúc với tre là hai loại cây biểu tượng cho sự ngay thẳng và sự uy phong. Hình dáng thân cây thanh mảnh, cao ráo, chia làm nhiều đốt. Hai loại cây này mang những tố chất cốt lõi của người quân tử, kiên trung bất khuất dù cho gặp mưa gió bão bùng. Chính vì vậy mà cái việc trồng trúc trước cửa nhà với cái khả năng xua đi rủi ro và đem lại cái may mắn cho gia chủ là điều mà chúng ta nên làm. Hơn nữa, cây trúc thì dễ trồng, dễ chăm sóc và thích nghi tốt. Nó không chiếm nhiều cái diện tích. Suốt 4 mùa, trúc luôn xanh tươi nên rất phù hợp trồng cây này trước cửa nhà. Theo phong thủy thì cây trúc có tính âm cao nên rất thích hợp đặt ở những nơi có nhiều dương khí. Có nghĩa là những nơi mà có nhiều người đi lại như là cầu thang lên xuống hoặc là hành lang lối đi lại trong phòng khách hoặc là lối đi vào trong nhà. Không những thế, trúc còn có thể làm sạch cái không khí bằng cách lọc hết những cái bụi bẩn nên bạn sẽ được hưởng một cái bầu không khí trong lành. Nhiều người cũng quan niệm khi đặt một chậu trúc trên bàn trong nhà ấy, thì sẽ giữ cho gia đình luôn được yên ấm và tránh được những cái xung đột không hay. Còn nếu đặt trên bàn làm việc ấy, thì sự nghiệp sẽ được suôn sẻ, có nhiều cái cơ may, nhiều cái cơ hội và thăng tiến lên như diều gặp gió. Đồng thời thì cây cũng có khả năng trừ tà ma rất tốt. Vì thế mà từ lâu ấy thì nhiều gia đình lựa chọn trồng cây trúc trong nhà với cái ý nghĩa cân bằng âm dương, điều hòa không khí, mang đến may mắn, an lành cho các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, việc lựa chọn loại cây phù hợp phong thủy để trồng trước nhà sẽ mang lại cho quý vị và các bạn phúc lộc dồi dào, vạn sự hanh thông, thuận lợi như ý muốn, phất lên như diều gặp gió. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.